sáng ngày 15 tháng 12, đoàn công tác quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, quyền ở phố, cho đồng chí Trần Hòa Hợp, phó bí thư quyền quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân quyền làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng kỷ niệm 103 năm đại lễ đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ, tại ban trị sự Phật giáo hoàn hảo xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú cùng các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc và tập thể bà con tín đồ Phật giáo hoàn hảo các xã thị trấn hưởng một mùa đáng sinh vui tươi đầm ấm. Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông tin với quyết tâm cao của cải thống chính trị, năm 2022, á Phú đã thực hiện đạt và dược hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm. Thành tích đó có sự đóng góp tích cực của ba trị sự Phật giáo hoàn hảo các xã thị trấn. Trong đó có công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn ba trị sự Phật giáo hoàn hảo các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, đặc biệt quan tâm tạo điều kiện giúp các em học sinh ăn học đến nơi đến chốn, không để các em bỏ học giữa chừng khuyến khích bà con làm điều hay lẽ phải, chí thú làm ăn dương lên trong cuộc sống. Đại diện bác trị sự Phật giáo hoàn hảo các xã thị trấn chân thành cảm ơn những tình cảm cũng như sự quan tâm lãnh đạo của huyện quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyền đã đến thăm và chúc mừng kỷ niệm lần thứ 103 năm đại lễ đáng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục động viên bà con tín đồ tuyệt đối chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động, hỗ trợ, giúp đỡ không để các em bỏ học giữa chân. Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà chúc mừng đại lễ đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ, Phật Giáo hoàn Hảo, và mong muốn các ba trị sự tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.